Hallelujah. Hallelujah. Con xin thưa lên muôn lời suy tôn khi con vào nhà cha kính yêu. Con xin thưa lên muôn lời yêu thương khi con vào nhà Chúa nhân từ, cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hát vui mừng với lòng đầy yêu mến, cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hát ca ngợi Chúa diệu vinh. Con xin thưa lên muôn lời suy tôn khi con vào nhà cha kính yêu. Con xin thưa lên muôn lời yêu thương khi con vào nhà Chúa nhân từ, cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hát vui mừng với lòng đầy yêu mến, cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hát ca ngợi Chúa diệu vinh. Đáng ngợi Ngài thật, đáng ngợi Ngài là vua Chúa cao thần, Ngài thật đáng tôn. Đáng ngợi Ngài thật, đáng ngợi Ngài là vua Chúa cao thần, con đáng thờ tôn. Thánh thầy Ngài thật, thánh thầy Ngài là vua Chúa cao thần, Ngài thật thánh thầy. Thánh thầy Ngài thật, thánh thầy Ngài là vua Chúa cao thần, con đáng thờ tôn. Giêsu Ngài là Giêsu, Ngài là vua Chúa cao thần, Ngài là Giêsu. Giêsu Ngài là Giêsu, Ngài là vua Chúa cao thần, con đáng thờ tôn. Hallelujah. Ora sai cara de bre bre bre. Ora sai cara de bre 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 bre. Sei cara de bre 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 bre. Sai cara da da bre 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 bre. Ô thánh linh dấu yêu ơi, ora sai cara hãy ngập trên chúng con. Ô hãy ngập trên chúng con trên năng quyền của Ngài. Ô trên thần của Ngài cho ạ. Ô thần siêu vàng ngự trên con cho ạ. Đức Giêsu ora sức dầu chúng con đặng giảng tin mừng cho người khiêm nhường cho ạ. Ngài sai chúng con đứng dịp những kẻ có lòng đậu rau kẻ phu tù tự do, kẻ bị cầm tù ra khỏi ngục, đặng đau đa ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng con. Chúa ơi, ora sa ka da ba 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 da An Zakari, ô lập chúng con, ô làm ô ra Zakari và những người thi hành án của Ngài cho để đổ lửa thạnh nộ của Chúa đến trên Babylon chơi, ô ra Zakari để giao nam ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng con cho, ô ra ra là ngày báo thù của Ngài cho. Ô rao nó ban ơn của Ngài, ô thì mọi người rao rồi cho ạ, chúng con cũng rao làm ơn của Chúa, nhưng còn chức vụ nữa cho ạ, ô mà không ai dám làm, đó là ngày báo thù của Chúa Trời cho ạ, ô vì họ không được học về công nghệ làm người, họ không được học về ô sự thạnh ngộ của Đức Chúa Trời toàn năng cho ạ. Sakadabadabinjurosobrebe, ô ra sakadabinjurosobrebe, giờ đây cho ạ, ô ra sakadabinjurosobrebe, en sakadabinjurosobrebe, en sakadab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 
Saka,
ra sa ca ra ba bi yo ra ba o chúa trong chúng con o ra sa ca lời ngài chúng mình chúng con chúa để cho các tầng trời đập đến đất o lời ngài trong chúng con để phá để nhổ để đồ để diệt chúa o và sau đó để dựng để trồng chúa sa ca da ba da ba da ba bi yo o ra ba da ba da sa ca ra ba bi yo so ba da ba bi yo do chúa ngài lấy chúng con o ngài dùng chúng con như búa và khí giới đánh giặc trong tay của ngài o ngài dùng chúng con phá tan kẻ chăn bầy nó kẻ ruộng rồi bỏ nó chúa o ra vào ngày hôm nay chúng con tiến quân đến o Ukraine Ngài cho Sakada dù con xuất thần ra ô trong thần Chúa ô trong huyết báu ngài ô thiên sư trưởng ô Rapada Baranjide Mikhail ô hãy đi trước mở đường Sakada vì trước mặt chúng ta có ngọn lửa thiêu sâu lửa hừng trước mặt chúng ta có ngọn lửa hừng sau lưng chúng ta có ngọn lửa cháy tiêu Sakada Baranjide Sabade ô ngài cầm tay chúng ta ô Rasta đã hàng phục các nước trước mặt chúng ta tháo rời các vua đã mở các cửa thành trước mặt chúng ta cấm không được đóng lại ô ngài đi trước mặt chúng ta ban bằng các đường gập ghềnh phá vỡ các cửa cộng đồng để cãi trên cài bằng sắt vào ngày ban vật báo chứa trong nơi tối của cải chứa trong nơi kín chúng ta ô đó linh hồn của ô những lãnh đạo tôn giáo linh hồn sa ca đao của các ô sứ đồ tiên tri giả thiên giáo thiên mục sư linh hồn các giáo hoàng các ô ra sa ca đao các thượng phụ ô ra sa ca đao brimro sâu cơ các giám mục tổng giám mục ô các ca đạo hồng y sa ca đao linh hồn các trưởng lão các chức sự sa ca đao tế ô linh hồn của các người hồng ngài sa ca đao brimro ta yêu họ ô ro sa ca đao Hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Ô Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Sakara chúng con đi cùng với Ngài. Ô Ngài dẫn đưa chúng con đi Chúa. Ô ra Sakara ban đi chúng con làm một cuộc phán xét Ngài trong nhà của Chúa Chúa. Ô vì sự phán xét khởi từ nhà Chúa trời Chúa. Ô ra Sakara ban tay gươm hay nước bén trong tay chúng con đặng hà báo thuộc nước hành phạt các dân đặng trói cúc với chúng nó bằng xiềng đóng chặt thì chúng nó thi hành cho chúng sẵn đã chép Chúa ơi. Ô ra Sakara chúng con được ngồi với Ngài. Ô ở trong ô ngôi ô ra ba của chi phái Joseph cho để đoán xét nhà Israel cho Sakara đoán xét 12 chi phái của Israel. Chúng con thuộc về chi phái Joseph ngài chưa ô chi phái trưởng nam ngài Hallelujah. Ô cha dấu yêu chúng con cảm tạ cha. Ô ngợi khen cha dấu yêu chúng con. Ô ngợi khen sự thành tín thật lớn của ngài Chúa. Ô ngợi khen phép lạ lớn lao của ngài. Ô đã làm cho chúng con Chúa ơi sa ca khi chúng con chẳng con yêu dấu của ngài và trở thành những vua thầy tế lễ của đấng chí cao Chúa. Ô đã sa ca ra ba giờ đây chúng con thi hành án của ngài Chúa trên Babylon. Ô đã sa ca ram giờ chúng con tiến đến tất thảy các giáo hội tại Ukraine. Ô chúng con tiến tới ô giáo hội. Ô đã sa ti lành chính thống giáo Saka chúng tiến tới giáo hội chính thống giáo Ora sa tại Ukraine Saka da bara bara Saka bara Ora Saka da bara Nathan hết tất thảy các sự cầu nguyện phù phép đó Ora Saka da chúng ô bệnh roi của ngài cho ô mà là đổ tất thảy ô những kẻ bán ô buôn bán ô trong đó tất cả buôn bán bồ câu trong đó đập nát tan hết trong tay Giêsu vụt hết và đuổi hết tất thảy những thầy tế lễ ra nát ra khỏi nơi đó ô hất đổ tất thảy các lư hương của họ Saka hất đổ hết tất thảy ô áo sấm của họ Ora sa áo sống họ và quẳng ta xa. Shaka da bara da kara burjuro so kala bara bara burjuro so bada sa kada juru du ora babriwe. An sa kala juan vụt. Ô juan vả vào má của quan sát Israel cho. Ô juan vả vào má. Ô vả vào má. Shaka da kara bara juan vả vào má của các thượng vụ. Ô mà và má không y vả và má. Shaka da bao của các tổng giám mục. Shaka da vả vào má của các. Ô ra sa kara lãnh đạo tôn giáo. Ô ra sa kara burjuro so kala bara bara burjuro so ora sa kara babriwe.
Onasaka để văng hết ra tất cả các lời tục tĩu, ô các sự dạy dỗ bẩn thỉu ô uế, ô mà phát sinh từ lòng của họ. Onasaka bao chúng con giờ đây ô công bố ô sự đến tin lành vương quốc ngài chưa? Ô sự đến tin lành vương quốc của Chúa. Sakanda barabri bri. Onasaka sự đến tin lành vương quốc ngài Chúa. Sakanda barabri yuroba bri rosokola bri dru Onasaka. Ô sự phán xét Babylon chưa? Sự phán xét Babylon vì ngày Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Sion chưa? Sakanda barabri bri sekanda bri yuro cho Babylon. Ô Chúa công bố sự tan rã ở trong hàng ngũ Babylon. Ô của tôn giáo. Ô tại Ukraine. Shakara đánh hạ tất tẩy các thượng vụ, đánh hạ tất tẩy Babylon của các thượng vụ. Shakara bóc cơ linh hồn các thượng vụ, các giám mục, tổng giám mục đó về cho ngài chưa? Vì Chúa yêu linh hồn họ chưa? Ô họ là đáng quý đáng trọng chưa? Ô đã sai họ cũng như chúng con, cũng yếu đuối như chúng con chưa? Ô và không bị lừa dối như chúng con trước đây đã từng bị lừa chưa? Ô nhưng mà nhờ ơn thương xót của ngài mà chúng con được công nghệ làm người của Chúa mà bóc tách ra người mới người cũ chưa? Và trở thành miệng của nhà Đức Giê-hô-va, của miệng của nhà ngài chưa? Cho ngài cho con núp tay tay của Chúa dựng tầng trời đập để đất. Orasakara babrio. Ô ngài cho chúng con thành búa và khí tên ra trong tay của Chúa đập các ô để đánh kẻ chăn chiên bầy nó, kẻ cày ruộng đôi bò nó cho ô cho đập kẻ chăn chiên, cho đập đôi bò, ô chúng ta đập chăn chiên bầy của chiên ấy, ô ra cho đập kẻ chăn chiên shakadaba tất cả kẻ chăn chiên gian ác đó cho ô cho đập nát tan hết tẩy kẻ chăn chiên gian ác đó shakadaba bri, ô những giáo lý giả dối của Babylon ở trong giáo hội tin lành chính thống giáo shakadaba bri so bri so bri so bri, ô đã bao nhiêu năm nay ô đã cả từng thế kỷ mà ngài đã thăm viếng đất nước Ukraine này cho ô ngài đã sử dụng thậm chí để bắt tên nước của dân Ukraine nữa chưa ô thế nhưng mà cái ô công nhưng mà chính thống giáo này ô đã làm đi lệch với lời của ngài chưa ô đã trở thành con điếm ở trước mặt ngài chưa Sakharov vì vậy chúng con phán xét Babylon ô của chính thống giáo Ukraine Sakharov phán xét Babylon chính thống giáo Ukraine ô lại tan nát Babylon chính thống giáo Ukraine này ô đổ trên Babylon của chính thống giáo Ukraine này, ô cái lửa thạnh nộ khủng khiếp của Chúa Trời, ô ngài quăng lửa xuống đất rồi, Chúa thổi cái lửa lên, Chúa đổ lửa thạnh nộ của ngài, Chúa đổ cái chén thạnh nộ của Chúa Trời xuống trên Babylon, ô của tin lành. Công giáo ô tin lành ô chính thống giáo Ukraine cho Shakadabarababri cho đổ xuống đó ô và đốt Shakadab trong lửa thạnh nộ của ngài Shakadabarab cả tin lành công giáo của Ukraine nữa ô chúng con đốt ô ra Saka hồng y nữa cho Shakadab ô ra Karabara Shakadab chúng con đốt các Babylon đó ô ra Saka bóc hết các linh hồn của các giám mục các tổng giám mục ra bóc linh hồn các hồng y ô của các giáo hội công giáo La Mã giáo hội công giáo Hy Lạp ra ô ra Shakadabarabri ô vì ngài cho chúng con như là búa và dí khí dưới ánh trong tay ngài cho ô để đánh kẻ chăn chiên bầy nó, kẻ chăn chiên bầy nó, Saka cho đập nát đô và kẻ chăn chiên đập nát tan nhân linh của kẻ chăn chiên cho ạ, Shakadababra đập nát tan lương tâm của họ, đập nát tan linh tính của họ cho ạ, Shakadababra để họ ô phải nhạy ra với lời Chúa Trời và mở mắt mở lòng mở trí họ ra cho ạ, với tin lành vương quốc của ngài cho ạ, để họ nhìn thấy ý muốn của ngài, ô là để dựng con người dựng họ đó theo hình và tượng ngài để cai quản muôn vật cho ạ, cai quản theo cách của ngài chứ không phải để tư hữu hóa hội thánh, Shakadababra chính thống giáo Ukraine, ô ra ra của ô công giáo Ukraine, chúng con móc hết vào linh hồn họ về cho ngài. Shakadaba chôn lọc trong lòng của mình chưa? Chôn che phủ trong huyết Chúa Giêsu và nâng niu từ linh hồn của những con trẻ này chưa? Linh hồn các con đỏ, ô linh hồn ô ra của những người này và chúng con gọi thần của Chúa đổ trên họ để họ tái sinh lại trong thần của ngài chưa? Ô để các thượng phụ, ô ra Shakadaba để các ô giám mục các tổng giám mục đó được sinh lại trong thần của ngài trong tin lành vương quốc ngài chưa? Trong danh Chúa Giêsu, chôn mang thai ô cho họ chưa? Chôn mang thai về họ chưa? Để đẻ họ ra trong tin lành vương quốc của Chúa, để đẻ ra các thượng phụ, để đẻ ra các giám mục, các tổng giám mục ô của giáo hội, ô Rasaka tin lành, ô công giáo tin lành
chính thống giáo Ukraine, Chúa ơi, Shakadabadabudurasa Karababribiseba, ô cho đập nát tan ô bầy của họ, Chúa ạ, tất cả cái bầy Babylon nó đập, nó chống lại ngài đó, ô cho đập nát tan ra, Chúa ạ, ô và rũ tan cái bầy đó ra, ô Rasakara, chúng con trổi dậy, Chúa ạ, dày đạp cái bầy đó, Chúa ạ, ô vì ngài đã bó họ là những cái bó luôn, đến nơi đạp đúa, nên ngài làm cho sừng chúng con cứng như sắt, vó chúng con như đồng, Chúa ạ, ô Rasakara, chúng con dày đạp, trổi dậy, dày đạp các bó luôn đó, ô ra để bóc tách ra, đâu là gạo, đâu là mì, Chúa ạ, để đưa vào trong kho của Chúa, còn chấu thì chúng con đốt trong lửa của ngài, Chúa ạ, ô là tất cả chấu cám đó, Shaket, tất cả chấu đó, Jadabadabadon đó, chúng đốt trong lửa thánh lộ của ngài, Chúa ạ, những linh hồn quý giá đó, chúng con bóc ra và dâng vào trong của lợi cho Đức Giê-hô-va, ô là Sakadab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 ad
nào chú ạ? Ô ra sa ca tất thảy các hội thánh ân tứ, hội thánh bắp tít, hội thánh giáo lý, giám lý, hội thánh ô ngũ tuần, hội thánh ô ra sa ti lành, sang ca na ba ra ba tất cả hội thánh ân giáo, tất thảy hội thánh các loại, sa ca da của ti lành kháng cách Ukraine, sa ca da ba ô chúng con đập kẻ chăn bầy nó, kẻ ruộng bôi đòm bỏ nó chú ạ, cho đập nát tan Babylon của tất thảy ô các giám mục, các sứ đồ, tiên tri, giảng viên, giáo sư, mục sư, tất thảy các trưởng lão, ô đây kẻ chăn chiên, chúng đập vết, chúng đập tan tành trong tay Jesus Christ, sa ca da ba ai đứng nổi trước mặt chúng con, ô không ai đứng nổi được mặt trời mặt trăng tối tăm các ngôi sao phải thâu sự sáng, sa ca da ba da ba đi ô các ngôi sao của các ô là những kẻ mà xưng mình là sứ đồ tiên tri kia, sa ca da những giám mục của giám mục kia mà xa cách sự sống, xa cách ô là sa ca da tin lành vô cùng chúa, ô đập nát tan hết ô lương tâm họ, đập nát tan nhân định của con người ra, ô là sa ca da bi ro sa ba bi ro sa ba ô và làm rõ đồ cưới với sứ su trên từng ô giám mục trên từng mục sư trên từng sứ đồ trên từng giảng viên lành giáo sư, ô là sa ca da bi ro lộ sự chết tại Sicilia trên từng chấp sự tên từng chăn bầy trên từng chữ báo, lộ sự chết Angela, lộ mắt họ nhìn thấy ai kẻ sinh lại, ai được sinh lại, ô lời chúng con tưới huyết Chúa Giêsu trên họ cho ạ và chúc phước cho họ để họ được tái sinh đổi thì họ phải trưởng thành trong tin lành vương quốc Chúa cho ạ, ô ra sao nếu không thì chúng con đưa họ về trong lòng của mình cho ạ để sinh họ ra trong tin lành vương quốc ngài cho ạ, ô ra sao chúng con đưa những sứ đồ, ô tiên tri giảng tin lành giáo sư mục sư, ô con trẻ đó cho ạ vào trong lòng chúng con để sinh lại họ trong tin lành vương quốc của ngài cho ạ. Ôi chúng con dùng tin lành vương quốc này mà sinh họ ra trong đấng Christ trời, chúng con sinh lại, ôi những mục sư này sinh lại, những chấp sự này sinh lại, các trưởng lão này cho ạ, sinh lại những lãnh đạo của các hội thánh tin lành kháng cách tại Ukraine này trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con sinh lại họ trong tin lành vương quốc này cho ạ, vì chúng con là búa và khí tới đánh đặt trong tay ngài rồi cho ạ, ôi ngài dùng con là phá tan kẻ chăn bầy nó, cái cây ruộng đôi bỏ nó cho ạ, ô đất tất cả kẻ chăn, ô kẻ chăn của các giáo hội chi lành kháng cách Ukraine, ô ra ca ra ba tít ân điển ngũ tuần ân tứ, ô ra sa ca ra ba ba tít lại sa ca ra ba evangelist sa ca ra ba cho đập nát hết ra, ô ba đường nó đập nát hết ra cho ạ, ô ra để được ô gây là ô ra sa vì ngày lớn ý tên rất lớn cho ạ, ô ngài làm cỏ các tôn giáo, làm cỏ ô các lãnh đạo tôn giáo cho ạ, ô và làm sạch cái lòng của họ cho, đốt lòng của họ cho ạ, bởi cây bừa lòng của họ cho ạ là đất đó, ô trước khi ngày trồng điều tốt chơi ngày làm cỏ tất cả cây cối trong đó, ô cái cây cối phần hiểu nó ra trái đắng ra trái cây đắng đó cho ngài chưa, ô ra sa ca chỉ đốt hết chặt hết cái cây đó, ô và nhổ tận rễ, ô và đốt các gốc đó trong rễ, và không như thế chúng làm tiếp lòng của họ cho, ô để lòng họ nào làm thành thịt, lòng có sứ đồ giảng tin lành giáo sư mục sư tiên tri đó, lòng của các giám mục tổng giám mục trưởng lão chấp sự đó chưa, sa ca đã bao trở nên mềm mại với lời chúa, ô chúng ta trong một áo và thịt họ đặt cho nó bằng thịt chưa, một lòng nhạy bén với chúa, một lòng nhạy bén với tin lành vương quốc ngài chưa, Shakara chúa sinh họ ra trong tin lành vương quốc của chúa, nhưng danh chúa cha chúa là thánh linh, Shakara Barasa Kusulikara Barasa Kabele, ô chúa yêu họ cho ạ, ô chúa nâng niu linh hồn của các mục sư giáo sư này cho ạ, linh hồn các đồ tiên tri này, ô ra Shakara Barabele họ là con thuộc linh chúng con chúa ơi, ô ra Shakara chúa yêu họ và chúc phước cho họ cho ạ, ô ra Shakara để họ được sinh lại trong tin lành vương quốc ngài cho ạ, ô trong lời cầu nguyện này, ô ra họ có thể nhiều tuổi hơn chúng con cho ạ, họ có thể nhiều chức vụ nào đó trên chúng con hơn cả chúng con nữa, ô ra Shakara Barabele nhưng họ chưa sinh lại tin lành vương quốc ngài cho ạ, nhưng chúng con là trái đầu mùa của Chúa Trời, chúng con là con trưởng của ngài cho ạ, Sakada ba vì vậy chúng con có quyền sinh lại họ, ô ra và ngài đặt để chúng con quyền sinh họ lại trong tin lành vương quốc của ngài trong Chúa Jesus Christ, Sakada ba da Sakada ba bi dro, ô chúa đập tan kẻ chăn bầy nó, kẻ cây ruộng đôi bờ nó cho ạ, ô ra ra kẻ cây ruộng đôi bờ nó tất cả mục vụ của họ, ô về cái mục vụ mà làm quấy mắt được Chúa Giê-hô-va, ô mục vụ ô ra sao mang tên là giải cứu đuổi quỷ hay mục vụ các sự cầu nguyện lợi khen thờ vượng
mà dườm già, ô không đẹp lòng trời đâu, cho đập nát tan hết cái bụng đó, cho đập nát tan bụng đó để cải tổ lại, cho đập tan cái nhà đó, cho đập tan cái nhà, ô cái tòa nhà họ xây trong 46 năm đó, cho đập nát tan, cho và dựng lại cái nhà mới trong vòng ô 3 ngày thôi Chúa ơi. Sakadababandiu, ô để họ thờ lại Chúa trong tâm thần lễ thật, cho ô để họ nhận biết Chúa vì sự nhận biết trời hơn mọi sự không biết Chúa ơi. Sakadababandiu, để họ làm ý muốn của Chúa, ô để họ thay đổi tâm trí tư duy của mình Chúa ơi, ô để linh hồn họ được cứu Chúa, để tâm trí của họ ô được đổi mới như của Ngài, để ô cảm xúc họ được đổi mới cho tôn tùy đức Chúa, để ý chí của họ ô giống như là Ngài vừa muốn làm theo ý của Ngài Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu. Sakadababandiu, mở mắt họ ra, ô cho tùy đức của Chúa, Chúa bắt hết từng sứ đồ, từng tu sĩ, từng thầy giảng thế này, từng giáo sư, từng mục sư, các hội thánh, các hiệp hội tùy lành kháng cách tại Ukraine, Chúa bắt hết từng người một không sót ai chưa, ô và đặt trong cái giỏ trong lòng của mình chưa, và đưa họ Orasakandababandiu vào trong kho của Ngài, đưa họ vào trong nhà Abizida của Chúa, đẩy họ trong đó và rửa sạch họ trong nước trong của Ngài cho. Lời cầu nguyện chúng con như thiên sứ Chúa khuấy động luôn luôn cho. Cao Abizida này, ô chúng con giữ nó luôn luôn, các cửa chúng con mở ngày đêm đầu không đóng cho. Ô để cho người ta dâng các vua các nước làm phu tù, vì dân và nước nào chẳng thần phục chúng con sẽ bị diệt vong, các nước đó sẽ hoang vu cả. Hallelujah. Sakandababandiu, Sakandababandiu, giáo hội tin lành kháng cách đó cho ạ, chúng con đập vỡ tan rồi, trong lửa thạch nội trên toàn năng rồi, bây chúng con dựng lại trồng lại cho ạ, ô như hạt giống tin lành kháng cách, tin lành vương quốc của Chúa Trời cho ạ, hạt giống tin mừng của vương quốc Đức Chúa Trời. Sakadabara, chúng con gieo vào đó cho ạ, gieo đó ô trái sự công bình, ô trái sự bình an cho ạ, ô trái sự thánh sạch, trái sự yêu thương tuyệt đối của Ngài Chúa ơi, ô trái sự khôn ngoan thông sáng, mưu toan mạnh sức hiểu biết kính sợ Chúa Trời đó vào trong cái miền đất đó, là tấm lòng của từng người tin Chúa một cho Orasakara trong danh Chúa Giêsu. Orasak chúng con cảm tạ ơn Chúa. Orabaradiu, chúng con đã làm việc đó với giáo hội tin lành kháng cách Ukraine, làm việc đó với giáo hội tin lành Oraza công giáo Ukraine, làm việc đó với giáo hội tin lành ông chính thức giáo tại Ukraine. Lời Chúa ơi, Shakadabaradiu, đặc biệt những giáo hội mà mang danh của Ngài đó, Oraza Kadabaradiu, để họ vâng phục Đức Chúa Trời cho. Orabi chớ chi, Oisen, chịu trong đi đường lối ta, chịu đi trong các nẻo của ta, chẳng bao lâu ta bắt kẻ thù suy phục ta, và những kẻ ghen ghét Đức Chúa sẽ suy phục Ngài, Orasan còn dân Ngài sẽ còn đến đời đời chưa? Shakadabaradiu, trong danh Chúa Giêsu, tôi cho cảm tạ cho Chúa yêu người này, Orabaradiu, thầy Chúa cho động đạo đến tiếp tục các kẻ chăn bày nó trong các giáo hội khác, các giáo hội Phật giáo tại Ukraine, giáo hội Hồi giáo tại Ukraine chưa ạ, tất cả nhà thờ Hồi giáo, giáo hội Do Thái giáo tại Ukraine, Shakadababandiu, chúa đập nát tan hết tất cả Babylon đó, hủy diệt trong lửa thạch nô trên toàn năng chưa ạ, đổ lửa thạch nô ngài và pha cái chén phẳng ba khủng nhất nhất của trời chưa ạ, đổ xuống không tương tiếp, Shakadachin, Orasaka tôn giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Shakadababandiu, Ấn Độ giáo, Hindu giáo, Shakadababandiu, cộng sản giáo, Orasa vô thần giáo, Satan giáo, Shakadababandiu, đạo giáo, lão giáo, ô khổng tử giáo, và tất cả các tôn giáo khác, chúng đổ lửa thạnh nộ hay đó cho ạ, ô chúng khuấy ô vào cái chén thạnh nộ toàn năng của Ngài, xong mà đổ xuống đó, ô rasa đổ xuống, ô rasa kadaba, làm sạch Babylon, ô để cho Babylon nó bị chất liệt dưới trời cho ạ, ô rasa ca để ô mổ bụng con nhỏ Babylon tôn giáo nó ra, ô và lôi hết ta những linh hồn trong nó ra, ô đập xét hết tất thảy, Orasaka Babylon đó, các lãnh đạo tôn giáo đập chết hết trong tay Chúa Jesus và móc linh hồn họ về dâng cho Ngài chưa ạ, Shakara và sinh họ lại trong tin lành vương quốc Ngài Chúa ơi, ô chúng con cũng mang thai là tất thảy, ô là các sư sãi chưa ạ, tất thảy, ô các giáo chủ của các lãnh đạo Orasa của Hồi giáo, của Do Thái giáo, của Phật giáo, của Cộng sản giáo, của Orasaka, của Hindu giáo, Orasakadababandiu, của lão giáo, của khổng tử giáo, của Cộng sản giáo, của Satan giáo, Shakara, chúng con lôi hết linh hồn họ về sinh lại trong Ngài cho ạ, Orasakadababandiu, trong tin lành vương quốc Ngài Trời ơi, chúng con cũng đưa họ chúng sau Abizida cho ạ, và rửa sạch trong nước trong của Ngài cho ạ, rửa sạch trong nước thánh của Ngài cho ạ, và tưới họ, đẫm họ trong huyết Chúa Jesus Christ để rửa sạch mọi tội họ Chúa ơi, bất kể bệnh gì tội gì của họ cũng được tha cho ạ, ô ra trong nhà ở bên thiết đa của Chúa, và chúng con là bên thiết đa của Ngài cho ạ, ô chúng con mang áo bên thiết đa để đi khắp mọi nơi Chúa ơi, ô lòng chúng con là áo bên thiết đa, ô đặt ban lời cầu nguyện chúng con nó khuấy động cái áo bên thiết đa đó Chúa ơi, và chúng con bắt tất cả từng lãnh đạo của các tôn giáo đó vào trong áo bên thiết đa trong lòng chúng con cho ạ, ô làm mới họ lại, làm sinh họ lại, và sinh họ lại
trong tin lành vương quốc ngài, Chúa ơi, ô để những lãnh đạo này họ xa đời tôn giáo, ô gom đời tôn giáo ăn năn đền lỗi với ngài, Chúa ạ, ô ra sao cả họ trở đến người tái sinh trong ngài, Chúa ạ, ô và trở đến sứ đồ tiên tri giả tiên giáo sư mục sư tin lành vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa ạ, những sứ giả đầy quyền năng của Chúa, ô chúng sinh họ ra, ô sinh họ ra trong danh Chúa Giêsu trời, hallelujah, san calabandrijuro, ô cảm tạ ơn Chúa ngày lớn cứ lên, cảm tạ ơn Chúa sự phán xét ngài đến trên Babylon, ô cảm tạ ơn Chúa sự phán xét ngài đã tới, lý do là cao trọng, ô ra sao cả tất cả sự phán xét Chúa là công bình cả, hallelujah, cảm tạ ơn Cha, ngợi khen Chúa thật nhiều, shakadabandrijuro, Chúa ơi, ô ra sao Chúa giúp con về trong vòng tay của Chúa, Chúa ạ, ô đã được nghỉ ngơi trong lòng của ngài, Chúa ạ, shakadabandrijuro, ô Chúa yêu ngài, Cha ơi, ô chúng con đang ở trong lòng của Chúa, ô ra sao calabandrijuro, ô vì chúng con là ô gươm của miệng ngài, Chúa ạ, vì chúng con là miệng của Đức Giê-hô-va, Chúa ạ, và những lời chúng con phán ra nói ra đó là gươm hai lưỡi ở trong tay chúng con, Chúa ạ, cũng như gươm bén ra từ miệng ngài ra, ngài dùng nó đánh các dân và cai trị một bằng cây gậy sắt, Chúa ạ, thì chúng con như vậy, Chúa ạ, những lời phán ra miệng chúng con, Chúa ạ, là gươm của ngài, Chúa ạ, đánh các dân và cai trị một cây gậy sắt, Chúa ơi, ô vì đây chúng con ở trong miệng ngài, ô vì chúng con là miệng ngài thôi, chúng con ở trong ngài, sang ca ngài bổ sức lại chúng con, ô ra Zabrim, giờ đây con ở trong tay ngài, Chúa ơi, qua ngài con được cứu, nguyện đời con phan chiếu ánh sáng ngài, làm một cuộc lễ dâng lên Cha, ngày xưa ngài đã biết con, đến thế gian để đưa con về với Cha, niềm vui tràn đầy trong tâm này, con giơ đôi tay lên, hòa dâng lên câu tay lên, dâng lên câu chúng ta, vua muôn vua Giêsu, Chúa muôn Chúa Giêsu, đã chết thế vì con, tình Cha cao quý, vua muôn vua Giêsu, Chúa muôn Chúa Giêsu, vinh quang duy thuộc ngài đến muôn ngàn năm. Giêsu, chúc tôn Giêsu, chúng con luôn vui trong danh Cha. Tâm linh, các cuộc sống con, tâm hồn thuộc ngài duy Chúa. Vua muôn vua Giêsu, Chúa muôn Chúa Giêsu, đã chết thế vì con, tình Cha cao quý. Vua muôn vua Giêsu, Chúa muôn Chúa Giêsu, vinh quang duy thuộc ngài đến muôn ngàn năm. Amen. Hallelujah. Chúa vinh quang thuộc ngài muôn ngàn năm. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ngài sức mạnh đời đời chúng con. Tạ ơn Chúa về bảy vị thần ngài ngập cho chúng con. Chúa, ô thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần tin kính, kính sợ Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì thần của ngài. Ô tạ ơn Chúa thần mưu, ô thần bày tỏ, thần ô tỏ ra của ngài. Chúa, tạ ơn Chúa thần cầu nguyện ngài, thần đức tin ngài, thần yêu thương ngài, thần lẽ thật ngài. Chúa, ô tạ ơn Chúa thần xót sáng của ngài. Chúa, tạ ơn Chúa thần công bình, thần thiêu đốt của ngài. Chúa, ô đã sáng ra và bình như tạ ơn Chúa thần ăn năn tan vỡ của ngài. Chúa, ô trong chúng con để khi chúng con đắp lên đâu là thần của ngài được khai phóng ra. Chúa, ô đã sáng cái ai đó mà ngài cần sự ăn năn thì thần của ngài khai phóng qua chúng con, ai cần sự ăn năn thì thần ăn năn ngài qua chúng con phóng trên họ. Cho ai đó cần tan vỡ thì thần tan vỡ ngày phóng trên họ. Cho ai đó cần thần mạnh sức ngày phóng trên họ. Chúa ơi, qua chúng con sát căn, ai đó thần từ khôn ngoan thông sáng thì phóng cái thần đó qua chúng con, cho đến họ thăm đến họ. Cho sát căn đa bờ view, ai thần sự sống ô đơn thì qua chúng con thần sự sống phóng ra trên họ, và hai phóng ra trên họ. Cho ai cần sự bày tỏ, ô qua chúng con thần sự bày tỏ Chúa phóng ra trên họ, khai phóng trên họ. Cho ơi, sát căn đa bờ ra sát căn đa bờ, ai có thần yêu, ai cần thần yêu thương, cho ô thì thần yêu thương Chúa cho chúng con khai phóng ra trên họ. Cho ai cần lẽ thật thì thần lẽ thật của Chúa từ chúng con khai phóng trên họ, sang cả đại diện họ trong một lẽ thật. Trời ơi, để danh Cha tôn thánh, một nước Cha đến, ý Cha đến ở đất như trời. Ô Chúa dâng và vinh hiển cho ngài và chỉ mình ngài, Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. 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 Chúa, lạy khen Chúa. Hallelujah. Amen. Amen. Tôi được rồi, lạy khen Chúa. Thì chúng ta dừng stop được chưa? Hay chúng ta có cần gì nói thêm nữa không?
Chị em, em có nói thêm gì nữa không? Có gì nói không ạ? Không thì chúng ta tắt rồi có đi nói chuyện sau. Dạ. Rồi, cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em.